Mình chào quý bà con và các bạn đang xem clip nha. Hôm nay tiếp tục từ mã số 41 đến mã số 80 với nhà vườn Vinh Trần nha bà con. Zalo phôi hoa giấy Mỹ giá rẻ. Loại này thì rất là dễ trồng và dễ chăm sóc luôn nha bà con. Rồi mời bà con và các bạn cùng gặp Vinh. Rồi chào quý cô chú anh chị đang xem clip của nhà vườn em. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha quý anh chị. Rồi tiếp theo là phun vô phôi mã 41. Cái 41 này em Zalo với mức giá là 230.000 nha quý cô chú anh chị. Cái này em đo được vành là 30. Tổng cây em đo được là 48, bộ đế cây này sổ là 28 nha cô chú anh chị. 230.000 nha cô chú anh chị cho mã 41. Rồi em xuống cây mã 41 lên tiếp tục mã 42. 42 này em giao lưu là 150.000 ạ. 150.000 bao phí ship ạ. Cây này em đo được vành 20. Tổng cây em đo được là 52, bộ đế cây này sổ 31 nha cô chú anh chị. Đó, 150.000 cho mã 42. Rồi em xuống cây mã 42 lên tiếp tục là mã 43. 43 này em giao lưu cũng là 150.000 ạ. Cái mã 43 này em đo được vành là 20. Tổng cây em đo được là 61. Bộ đế cây này sổ là 33 nha cô chú anh chị. 150.000 nha cho mã 43 nha. Em xuống cây mã 43 lên tiếp tục mã 44. 44 này em giao lưu là 180.000 ạ. 44 180.000 ạ. Cây này em đo được là vành 18. Tổng cây em đo được là 62. Bộ đế cây này sổ 31 nha cô chú anh chị. Đó, mã 44 giao lưu là 180.000. Rồi em xuống cây mã 44 lên tiếp tục mã 45 ạ. Rồi cây mã 45 này em giao lưu là 150.000 ạ. Cây này em đo được vành là 18. Tổng cây em đo được là 54. Bộ đế cây này sổ là 29 nha cô chú anh chị. 150.000 nha cho mã 45. Rồi em xuống cây 45 lên tiếp tục là mã 46. 46 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá cũng là 150.000. Vành đo được là 19. Tổng cây em đo được là 60. Bộ đế cây này sổ 32. 150.000 nha cô chú anh chị cho mã 46 nha. Rồi em xuống cây 46 lên tiếp tục là mã 47. 47 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000. Cây này em đo được vành của nó là 18 nha cô chú anh chị. Vành 18. Tổng cây em đo được là 55. Bộ đế cây này sổ là 30 nha quý anh chị. 150.000 luôn nha cho mã 47. Rồi em xuống mã 47 lên tiếp tục mã 48. 48 giao lưu cũng 150 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em đo được vành là 16. Tổng cây em đo được là 63. Bộ đế cây này sổ là 31 nha cô chú anh chị. Đó, 150.000. Rồi em xuống cây mã 48 lên tiếp tục là mã 49 ạ. Mã 49 này em giao lưu là 180.000 ạ. Cây này em đo được vành 21. Tổng cây em đo được là 63. Bộ đế cây này sổ 32 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp, rất là yêu thương nha. Chỉ có 180.000 thôi. Rồi tiếp tục là mã 50. Cây mã 50 này em giao lưu với mức giá là 130.000. Cây này em đo được vành 16. Tổng cây em đo được là 61. Bộ đế của cây này sổ là 28 nha cô chú anh chị. Hàng là nhà vườn em bó bầu gửi phôi nha cô chú anh chị. Bó bầu gửi phôi bao ship toàn quốc nha. Bao ship bao sống toàn quốc. Rồi lên tiếp tục là mã 51 em giao lưu là 200.000 nha cô chú anh chị. Cây này em đo được vành 18. Tổng cây em đo được là 61. Bộ đế cây này sổ 31 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp, rất là yêu thương nha. Chỉ có 200.000 thôi cho mã 51. Rồi lên tiếp tục là mã 52. 52 này em giao lưu là 180.000. Nó nhỏ mà nó có vỏ nha cô chú anh chị. Cây này em đo được là vành 15. Tổng cây em đo được là 58. Bộ đế của cây này sổ là 35 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000. Rồi em xuống cây mã 52 lên tiếp tục mã 53. Mã 53 này em giao lưu là 230.000 nha cô chú anh chị. 230.000. Cây này em đo được quần là 25. Tổng cây em đo được là 62. Bộ đế cây này sổ là 29 nha cô chú anh chị. Đó, cây này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với cái mức giá là 230.000. Rồi em xuống cây mã 53 này em lên tiếp tục là mã 54. Rồi mã 54 này em giao lưu là 180.000 ạ. Cây này em đo được vành nó là 25. Tổng cây em đo được là 56. Bộ đế của cây này sổ 30 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Chỉ có 180.000 thôi. Rồi em xuống cây mã 54 lên tiếp tục mã 55. 55 là 150.000. Cây này em giao lưu là cây này hoành đo được là 18. Tổng cây em đo được là 68. Bộ đế cây này sổ 34 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Chỉ có 150.000 thôi. Rồi em xuống mã 55 lên tiếp tục mã 56. 130.000. Cây này em đo được hoành 15.
Tổng kem đo được là 61, bộ đế cây này sổ là 29 nha cô chú anh chị. Đó là 130.000. Rồi xuống cây mã 56 lên tiếp tục 57. 57 em giao lưu là 150.000. Cây này hoành em đo được là 16 nha. Tổng kem đo được là 57, bộ đế cây này sổ là 26. Mã 57 này là 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 57 em lên tiếp tục mã 58 nha. 58 này là 180.000 nha cô chú anh chị. Cây này em đo được hoành là 24. Tổng cây em đo được là 59. Bộ đế của cây này sổ 32, 180.000 cho mã 58. Rồi em xuống cây mã 58 lên tiếp tục mã 59 ạ. 59 một cây bonsai dáng quái nha. Cây này em giao lưu là 120.000. Cây này nhỏ nha cô chú anh chị. Cây này em đo được là hoành 11. Tổng cây em đo được là 63. Bộ đế của cây này sổ là 30 nha cô chú anh chị. 120.000 nha cho cây mã 59. Rồi em xuống cây mã 59 em lên tiếp tục mã 60. Cây mã 60 này em giao lưu cô chú anh chị mình với mức giá là 330.000 nha. Cây này em đo được hoành là 32. Tổng cây em đo được là 60. Bộ đế cây này sổ 32 luôn nha cô chú anh chị. Đó, chỉ có 330.000 thôi, bao phí ship toàn quốc nha. Rồi em xuống cây mã 60 em lên tiếp tục mã 61. 61 giao lưu là 130.000. Cây này em đo được hoành là 15. Tổng cây em đo được là 59. Bộ đế cây này sổ là 30 nha cô chú anh chị. 130.000 nha cho mã 61. Rồi em xuống cây mã 61 lên tiếp tục là mã 62. 62 là một cây lớn, cây này em giao lưu với mức giá là 200.000 nha cô chú anh chị. Cây này em đo được hoành nó là 26. Tổng cây em đo được là 69 nha. Bộ đế cây này sổ là 27 nha cô chú anh chị. Đó 200.000 một cây trà bá luôn. Rồi em xuống cây mã 61 lên tiếp tục, ổ xuống mã 62 lên tiếp tục là 63. 63 này em giao lưu là 130.000. Cây này em đo được hoành là 16. Tổng cây em đo được là 66. Bộ đế cây này sổ 30 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Cây này là mã 63. Đó. Rồi em xuống cây 63 lên tiếp tục là mã 64. 64 này em giao lưu là 150.000. Cây này em đo được hoành là 20. Tổng cây em đo được là 59. Bộ đế của cây này sổ là 33 nha cô chú anh chị. 150.000 nha cho mã 64. Rồi, xuống mã 64 lên tiếp tục là mã 65. Đó, cây mã 65 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 150.000 nữa ạ. Cây này em đo được hoành là 18. Tổng cây em đo được là 56. Bộ đế cây này sổ 30 nha. 150.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 65 em lên tiếp tục là mã 66 ạ. Cây mã 66 này em giao lưu với mức giá là 400.000 nha cô chú anh chị. 400.000 bao phí ship. Chân dài tới nóc luôn. Cây này em đo được là hoành 23. Tổng cây cao của nó là 1m3 nha cô chú anh chị. 1m3 nha. Đế nó sổ là 32 nha. Đó, cây này giao lưu là 400.000 bao phí ship. Tại tâm cao phí ship nó nặng nha cô chú anh chị. Rồi em tạm thời em xuống cây mã 66 lên tiếp tục mã 67 ạ. 67 là 130.000 ạ. Cây này em đo được là hoành 17. Tổng cây em đo được là 54. Bộ đế cây này sổ 30 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha, chỉ có 130 thôi. Rồi em xuống mã 67 lên tiếp tục là mã 68, 150.000. Cây này em đo được hoành là 18. Tổng cây em đo được là 60. Bộ đế cây này sổ là 29 nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Rồi em xuống cây mã 68 lên tiếp tục mã 69 ạ. 69 này em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá cũng là 150.000. Cây này em đo được hoành là 18. Tổng cây em đo được là 56. Bộ đế cây này sổ là 35 nha cô chú anh chị. 150.000 nha cho mã 69. Rồi em lên tiếp tục là mã 70. Mã 70 này là 120.000. Cây này em đo được hoành của nó là 14. Tổng cây em đo được là 54. Bộ đế cây này sổ 26 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Rồi em xuống cây mã 70 lên tiếp tục là 71. 71 này em giao lưu là 150.000 ạ. Đây đo cái cổ lớn nha, cổ gửi nha cô chú anh chị. Cổ gửi này là 23 nha. Tổng cây em đo được là 59 nha. Bộ đế cây này sổ là 28 nha cô chú anh chị. 150.000 cho mã 71. Rồi xuống mã 71 lên tiếp tục là mã 72. Cái 72 này cũng 150 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này em đo được hoành là 18. Tổng cây em đo được là 65.
Bộ đế của cây này sổ là 28 nha cô chú anh chị. Đó 150.000 nha. Rồi em xuống cái mã 72 em lên tiếp tục là mã 73 ạ. 73 150.000 đó ạ. Cây này mưa nằm ngay máng sói dội không còn miếng thân nữa. Cây này em đo được là hoành 18, tổng cây em đo được là 52. Bộ đế cây này sổ là 29 nha cô chú anh chị. Nó rất là đẹp nha. Hàng bó bầu gửi phôi bao sống toàn quốc nha cô chú anh chị. Giá là 150.000. Cho mã 72. 73. Giờ em xuống 73 lên tiếp tục 74. 74 cũng 150 cô chú anh chị à. Rồi cây này em đo được hoành là 20. Tổng cây em đo được là 57. Bộ đế này sổ là 30 nha cô chú anh chị. Đó 150.000 nha. Cho mã 74 nha. Rồi em xuống 74 lên tiếp tục mã 75. 75 em giao lưu cho cô chú anh chị mình với mức giá là 180.000. Bên này em đo được là hoành 23. Tổng cây em đo được là 59. Bộ đế cây này sổ là 33 nha cô chú anh chị. 180.000 cho mã 75. Rồi em lên tiếp tục là mã 76. 76 130.000 ạ. Cây này em đo được hoành là 14. Tổng cây em đo được là 52. Bộ đế cây này sổ là 31 nha cô chú anh chị. 130.000 nha, 76. Rồi em xuống mã 76 lên tiếp tục mã 77 cũng 130.000 ạ. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này em đo được hoành của nó là 16 nha. Tổng cây em đo được là 55. Bộ đế của cây này sổ là 28 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp, rất là yêu thương. Rồi em xuống cây mã 77 lên tiếp tục mã 78. Rồi cây mã 78 này em giao lưu là 150.000 ạ. Cây này em đo được là hoành 22. Tổng cây em đo được là 65. Bộ đế cây này sổ 33 nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha. Rồi em xuống cây mã 78 lên tiếp tục mã 79 ạ. Rồi cây mã 79 này em giao lưu cho quý cô chú anh chị mình với mức giá là 230.000 nha cô chú anh chị. Cây này em đo được hoành là 28 nha. Tổng cây em đo được là 76 nha. Bộ đế cây này sổ 31, 230.000 nha quý cô chú anh chị. Rồi em xuống cây mã 79 lên tiếp tục là mã cuối cùng là mã 80. Rồi cây mã 80 này em giao lưu là 250.000 nha cô chú anh chị. 250.000. Cây này em đo được hoành là 23 nha. Tổng cây em đo được là 63. Bộ đế cây này sổ của nó là 36 nha cô chú anh chị. Tới sổ 36, 250.000 cả mã 80. Mã 80 cũng là mã cuối clip hôm nay nha cô chú anh chị ơi. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ và theo dõi nhà vườn em ạ. Rồi, mình chào Vinh nha. Mình chào bà con. Hẹn gặp lại bà con những clip kế tiếp của những ngày kế tiếp nha bà con.